ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Thôi mệt quá đi. Nãy giờ hỏi cái gì cũng không biết không à, mà đi nói cho người ta nghe một cái tin động trời như vậy. Tôi không biết, tôi nói tôi không biết chứ tôi biết nói làm sao vợ. Không biết mà cũng đi nói. Tự gì cái chuyện đó là bà chủ nói cho tôi biết là con chủ bị bóng thì tôi nói cho ông biết. Chứ làm sao mà bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi không biết ra một kỳ cục. Mà tại sao vậy? Tại sao một con người như vậy, đàng hoàng mà, ngon lành quá mà, đẹp trai quá mà, sao tự nhiên cái bóng? Không biết kỳ không? Làm gì nhở? Ông bộn giận tôi sao vậy? Sao tự nhiên không nói gì cứ ăn giống như chó vậy? Ui. Không nói gì sao ăn gì mà ăn kiểu gì kỳ cục quá à. Chứ cái gì mà cô không biết là nói gì. Thôi mà, đừng có ăn vậy nữa mà. Đi, ông nghĩ cách cho tôi đi. Nghĩ cách nào để giúp bà chủ giùm cho tôi đi. Tôi mà. Tôi còn không biết nữa. Muội, làm gì mặt mày ủ dột vậy? Gì đâu. Sao, có chuyện gì? Giấu Huynh đúng không? Không ai ăn hiếp muội hả? Nói Huynh nghe. Có ăn hiếp đâu. Có chuyện gì nói Huynh nghe. Không có mà. Huynh thấy muội buồn rõ ràng nè. Buồn đâu mà buồn. Buồn rõ ràng nè. Mệt quá à. Huynh phiền quá à. Hỏi hoài à. Anh ơi. Dạ. Anh thấy tôi bước vô đây không? Dạ thấy. Sao không đến tôi hỏi tôi uống gì? Tại vì em chưa thấy chị kêu nên em chưa tới. Ủa rồi giờ bộ kêu mới tới hỏi hả? Dạ đúng rồi. Nè, tôi đang là khách, anh nói chuyện cho đàng hoàng. Không, tại vì chủ em dặn như vậy á, chủ em dặn là không nên làm việc khách hàng khi họ chưa kêu cầu. Ủa rồi thí dụ như là tôi vô đây tôi không kêu cái gì uống hết, tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ xong tôi bỏ về rồi sao được luôn hả? Dạ được luôn. Trời quán gì phục vụ ngộ vậy trời. Tại vì quán mới đổi chủ á cho nên là đổi luôn cách phục vụ luôn á chị. Thôi đi. Cho ly cà phê đá. Dạ, anh đợi tí. Nè. Muốn kêu bằng anh hoài vậy? Bộ ăn mặc vậy là đàn ông hả? Người đời ngộ ghê vậy á. Lỗi quên nha. Nãy hơi lớn tiếng. Không gì. Nói chứ đây đâu phải lần đầu muội nạt quên đâu, quen rồi. Gì vậy? Sao thấy Huynh có vẻ chịu đựng muội quá vậy? Ai biểu muội gọi Huynh là sư huynh chị? Ủa? Bộ ai gọi Huynh là sư huynh là Huynh phải chịu đựng họ hả? Có mình muội gọi, có ai gọi nữa đâu. Tại vì có mình muội cho nên muội là người đặc biệt. Mà đặc biệt thì Huynh mới chịu muội, hiểu chưa? Trời nó nghe nè. Nhưng mà nhiều lúc á muội thấy Huynh đúng là sư huynh luôn á. Trời trời, nói chuyện chất quốc vậy, không là sư huynh thì là gì? Nhưng mà tại sao là sư huynh mà không phải là sư tỷ? Thì nói chung là Huynh thích gọi bằng Huynh hơn. Vậy thôi. Dạ, mời anh. Nè. Dạ. Bộ anh nhìn tôi giống trai lắm hả? Dạ đúng rồi. Thôi anh đi làm đi. Dạ. Cảm ơn anh. Mặt mày thì sáng láng đâu mắt đuôi. Thôi đi Huynh. Huynh thấy chưa, muội đã nói rồi. Cái cách ăn mặc của Huynh vậy á, 10 người nhìn vô hết 10 người nói Huynh là đàn ông rồi. Nhưng mà cái này Huynh đã nói với muội rồi, đây là sở thích ăn mặc của Huynh. Sao mọi người can thiệp vô làm gì vậy? Ok. Thôi được rồi. Không nói nữa được chưa? Mà nó nghe nè. Muội hỏi này cái được không? Hỏi đi. Huynh là Huynh hay tỷ vậy? Tự nhiên hỏi vậy. Trả lời muội đi. Thì muội thích gọi sao cũng được, nhưng mà Huynh thích là Huynh hơn. Ủa gì kỳ vậy? Vậy sao ta gọi Huynh là Huynh, Huynh không chịu? Không biết. Là sao? Chẳng lẽ là
đối với muội huynh là huynh, còn đối với người khác huynh là tỷ. Chắc vậy á. Nhớ là muội ngộ nhận gì? Ngộ nhận gì muội? À không. Ủa lực nào cấm đàn ông hết hồn vậy? Hai đứa cứ bình tĩnh đi. Con bình tĩnh đi. Con đau một thì mẹ đau 10. Ngọc hiểu không? Ngọc để mẹ giải quyết. Hưng à. Dạ. Mẹ muốn hỏi con một câu. Ờ mẹ hỏi đi mẹ. Nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Mẹ hiểu mẹ biết chứ. Bởi vì mẹ không biết bắt đầu từ đâu. Dạ. Con có hiểu không? Nhưng bây giờ thì mẹ biết là mẹ bắt đầu từ đâu rồi. Hưng. Dạ. Lâu chưa? Cũng mới à mẹ. Tại sao con lại trở nên như vậy? Cái... Tại sao? Tại lỗi là cho vợ con đó mẹ. Ủa tại sao tự nhiên lỗi cho tôi? Chứ còn gì nữa. Tại em lạnh lùng, em cố chấp, em không nghe anh giải thích thì anh chơi lậy luôn chứ sao? Trời ơi. Trời ơi. Sao vậy mẹ? Hưng à. Dạ. Hưng. Dạ. Tại sao con lại trở nên như vậy? Con có biết được rằng, trời ơi, giá như một lần mẹ ước gì con được làm mẹ, mẹ ước gì con được làm vợ một thời gian, để con hiểu được cái tâm trạng của con Ngọc. Bởi vì mẹ đã hiểu được, mẹ rất thông cảm với cái tâm trạng của nó vừa mới phải trải qua, con có hiểu không? Mẹ, sao mẹ ước gì kỳ vậy? Sao mẹ ước anh làm vợ, anh làm mẹ vậy mẹ? Mẹ quên, ước cái gì nè, mẹ sắp trong đầu rồi đó. Mà tới chừng bây giờ thì mẹ đau đớn quá, mẹ không có nhớ ra được. Con thấy mẹ với vợ con làm quá, đúng là con sai thiệt. Nhưng mà con thấy cái chuyện này bình thường, đâu có kinh khủng tới mức vậy đâu. Bình thường cái gì mà bình thường, chính mắt tôi chứng kiến cái cảnh tượng đó. Anh nghĩ coi tôi chấp nhận được không mà nói bình thường. Mà tại sao con lại nghĩ cái chuyện đó là chuyện bình thường? Chuyện đó là chuyện bất bình thường, con có hiểu hay không? Trời ơi, con làm mẹ làm vợ một lần đi để con hiểu. Lộn nữa hả con? Lộn nữa gì với mẹ? Lộn nữa. Bây giờ là anh giống như lời ước của mẹ luôn rồi đó. Không, con bình tĩnh. Ngọc, để đó mẹ giải quyết. Mẹ không ước ao gì lớn lao. Mẹ chỉ mong là Hưng. Dạ. Con hãy là con thôi. Con hãy là thằng Hưng của mẹ như ngày xưa. Mặc dù con bị rối loạn về ngôn ngữ một chút, nhưng mà con vẫn là con, là thằng con của mẹ. Thì con vẫn là con của mẹ chứ nó có là ai đâu. Không, con bây giờ con không phải là con nữa. Con không phải là thằng Hưng của mẹ nữa. Nhưng bây giờ mẹ nói cái gì vậy? Mẹ nói đại luôn đi mẹ. Con sao con thằng sao Hưng? Tại sao thằng Hưng của mẹ bây giờ lại trở thành con Hưng vậy? Cái gì? Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả.